Dạ thì hiện tại Thanh đang đi lúc này là khoảng 4 giờ 30 chiều nhé quý cô chú anh chị. Mấy ngày hôm nay là do thời tiết xấu nên là sẽ mưa trên khắp cả vùng của đất nước mình ha. Thanh quay hôm nay sẽ gửi tới cả nhà mình. Quý khách hàng mình ơi, nếu cả nhà mình đang quan tâm tới một nguồn đất có nhà sẵn và khu dân cư, đường điện, cáp wifi đầy đủ, mình muốn có nhu cầu là mua nhà và về có nhà ở luôn, hoặc là khu dân cư để mình có thể mở hàng quán, ví dụ như đồ ăn sáng, tạp hóa để buôn bán, thì cái mảnh đất kèm nhà hôm nay Thanh quay cả nhà cùng xem và tham khảo nha. Vì Thanh cảm thấy rất chi là phù hợp. Mảnh đất kèm nhà hôm nay Thanh quay đó là hướng đông nam, và cách cái đường DT tỉnh lộ của mình chỉ có đúng 1,2 km thôi. Đặc biệt là khu dân cư ở đây là dày đặc nha quý cô chú anh chị mình. Đường của mình ở đây thì là phun hồng, và mảnh đất kèm nhà hôm nay Thanh được chính chủ gửi bên Thanh quay bán sẽ có chiều ngang mặt tiền là 10m, chiều sâu là 40, và trên đất của mình đã có sẵn 100m thổ cư. Đó, và bây giờ Thanh sẽ quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng tham khảo với em nha. Trong thời gian Thanh quay và giới thiệu, quý khách hàng của mình liên hệ trực tiếp cho Thanh qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779. Thì với tổng cái diện tích và mảnh đất kèm nhà Thanh quay, chủ nhà mong muốn bán hết là giá 500 triệu bao sổ sách gặp trực tiếp chủ nhà nha quý cô chú anh chị mình. Tuyến đường trước màn hình của cả nhà mình đang theo dõi là cáp điện wifi là đầy đủ, cũng là đồng thời con đường di chuyển ra quốc lộ cũng như là ủy ban xã của Phước Thiện hôm nay Thanh quay và giới thiệu. Mảnh đất kèm nhà Thanh quay hôm nay sẽ nằm tại vị trí là ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Sổ của mình ở đây là bìa màu hồng, pháp lý rõ ràng nha quý cô chú anh chị mình. Dạ đây thì từ cái vị trí của tay Thanh chỉ chạy ngang qua của mình sẽ là được 10m, chiều sâu hai cạnh sẽ được 40. Và căn nhà của mình là sổ riêng biệt, không có liên quan với nhà hàng xóm hoặc là sổ chung nha quý cô chú anh chị mình. Và khi quý khách hàng mình lên thì sẽ được gặp chính chủ. Sổ của mình ở đây là sổ sạch, không kê biên, không quy hoạch, không tranh chấp nha cả nhà mình nha. Đó, và đây là Thanh đang quay từ trong ra ngoài cho cả nhà mình cùng tham khảo. Ở đây là khu dân cư an ninh, đường xá thì của mình ở đây là do mùa mưa, đó nên là cỏ cũng là mọc hơi nhiều nha cả nhà. Đây này cả nhà mình, bước vào đầu tiên ấy, chủ nhà sẽ có làm một cái cổng. Cổng ở đây là sẽ đi chung giữa hai gia đình. Và đi chung ở đây ấy, thì sẽ có ô tô lớn nhỏ di chuyển thoải mái. Căn nhà của mình thì sẽ có sổ sách riêng biệt. Nếu như quý khách hàng của mình về, mình muốn làm cổng riêng thì mình sẽ làm nha. Còn bây giờ hiện tại là do sổ của mình thì sổ riêng biệt, nhưng mà đất là ở kế đất của mẹ, nên là giữa mẹ và con là sẽ làm một cái cổng đi chung. Đó. Và bây giờ căn nhà của mình sẽ nằm bên phía trái của màn hình Thanh đang quay nha. Đây quý cô chú anh chị mình này, đây là cái mặt tiền của mình thì đã được làm hàng rào và trồng một hàng dâm bụt, rất chi là rõ ràng luôn. Còn cặp danh của mình thì đã được xây một bờ tường thẳng từ đây xuống dưới đuôi là ranh giới rõ ràng. Dạ thì trong quá trình mua bán mình vẫn có địa chính vào, đo đạc, cắm mốc, cắm danh lại đầy đủ cho quý khách hàng của mình, để mình kiểm tra lại là đất của mình đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không kê biên nha. Dạ thì Thanh rất mong cả nhà sẽ chịu khó theo dõi hết cái clip bên em để có thể theo dõi được đầu đuôi ranh giới cũng như là toàn bộ trong ngoài của mảnh đất kèm nhà hướng đông nam hôm nay Thanh quay và giới thiệu nha. Ở bên hông đây của mình là sẽ có được bên mái hiên, lợp mái tôn là rất chi là rộng rãi luôn. Ở bên đây cũng vậy luôn. Cả nhà mình ơi, mảnh đất kèm nhà Thanh đang quay đây, chủ nhà của mình chỉ để lại sát nhà thôi nha. Những vật dụng thì là chủ nhà đang sinh hoạt thì sẽ mang đi, sẽ để lại cho mình là hai cái mái hiên hai bên, đường trước và đường sau. Còn nhà của mình thì giữ nguyên hiện trạng, còn đồ đạc là của chủ nhà sẽ mang đi nha. Cửa của căn nhà mình ở đây thì toàn bộ là cửa gỗ hết ạ. Đó. Vào ở trong nhà của mình lợp trần cũng lợp trần bằng gỗ luôn nha quý cô chú anh chị, nên nhà của mình rất chi là mát mẻ luôn. Gạch của mình ở đây thì được lát gạch bông, tương đối là sạch. Đó. Đây cả nhà mình này, là gạch bông, và chủ nhà của mình cũng thích chơi đồ gỗ ha.
Bây giờ cả nhà sẽ di chuyển ra cái phía sau cũng như là xem các phòng với em nha. Đó, cả nhà mình thấy ông trần là làm bằng trần gỗ không? Nhìn thì không có được đẹp nhưng mà gỗ này là phải gỗ tốt và trần rất chi là mát luôn đó cả nhà. Căn nhà của Thanh đang quay thì sẽ có một phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh là đầy đủ. Giếng của mình ở đây là sẽ giếng đang xài chung giữa hai gia đình. Dạ thì quý khách hàng của mình về thì nếu như mình xài chung thì chủ nhà vẫn cho mình xài chung thoải mái nha. Còn quý khách hàng của mình mà muốn xây đào giếng này hoặc khoan giếng riêng thì mình sẽ làm riêng nha. Đây là cái không gian ở dưới của mình. Nhà tắm, nhà vệ sinh là sinh hoạt khép kín ở trong nhà hết luôn. Thì với một mảnh đất kèm nhà cách DT của mình ở đây chỉ có 1,2 km và đã có thổ cư, sổ sẵn, pháp lý rõ ràng, chủ nhà mong muốn bán hết là 500 triệu nha quý khách hàng của mình. Thì Thanh cảm thấy cái mảnh đất kèm nhà đây giá tại thời điểm cũng rất chi là hợp lý. Tại vì khu vực đây mình có thể mua về, mình ở luôn hoặc làm của. Đặc biệt là mình có thể mở hàng quán tạp hóa hoặc là quán ăn sáng, buổi sáng là rất hợp lý nha cả nhà. Thì cả nhà cảm thấy phù hợp thì gọi điện cho em nha. Còn quý khách hàng gọi mà chưa thấy phù hợp á, thì có thể tham khảo trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về những nguồn video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Em mời cả nhà mình cùng quan sát. Ban đầu Thanh có giới thiệu chủ nhà sẽ giữ nguyên cái hiện trạng của mái hiên này cho mình nha. Là cái mái hiên này của mình có thể để ô tô thoải mái được đó cả nhà mình. Mảnh đất mà Thanh đang quay đây nếu mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ là 165 km. Mình di chuyển theo quốc lộ 13 từ Bình Dương lên sẽ là 112 km. Cũng cùng một tuyến đường luôn nha cả nhà mình. Còn gần hơn là Đồng Xoài 79 km. Cả nhà mình ơi, ở dưới đây này, chủ nhà là sẽ có cái này là cái chòi mà mọi người sẽ làm xưởng gỗ á. Thì chủ nhà là sẽ dỡ cái chòi này đi nha. Chủ nhà là chỉ giữ lại cho mình là cái xác nhà này, hai cái mái tôn đường bên hông và đường trước. Đó còn là sẽ như cái mái ở hiên đây là sẽ dỡ đi. Em sẽ nói rõ những cái gì để và dỡ đi cho quý khách hàng của mình xem. Còn tổng cái giá bán của mảnh đất kèm nhà Thanh đang quay sẽ là 500 triệu bao sổ sách, đo đạc pháp lý rõ ràng cho quý cô chú anh chị của mình. Mọi thông tin cả nhà liên hệ theo số điện thoại của em ghi ở dưới màn hình nha. Đó. Và cái ranh giới ở giữa này cả nhà, trong quá trình mua bán mình sẽ có địa chính tới đo và xịt ranh giới mốc, sẽ có ba bên bốn phía làm ranh giới rõ ràng. Cam kết là không tranh chấp, không kê biên trước ngày mình công chứng nha quý khách hàng của mình. Dạ thì trong thời gian theo dõi, Thanh rất mong được cả nhà ủng hộ cho em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Đó, bây giờ em sẽ di chuyển lên trên và đi ra ngoài đường để cả nhà mình cùng quan sát lại cái mặt bằng của mảnh đất kèm nhà. Thanh quay là nằm tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiều ngang của mình sẽ được 10m, đầu đuôi là chiều dài hai cạnh là 40, đã có sẵn 100m thổ cư, mảnh đất kèm nhà, chủ nhà bán hết là 500 triệu nha. Dạ thì nếu như Thanh quay và giới thiệu chưa rõ hoặc có chỗ nào chưa hiểu, cả nhà gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo để Thanh gửi toàn bộ thông tin cũng như những sổ sách và các thứ mà khi khách hàng mình cần quan tâm nha. Đường của mình ở đây là hành lang là sẽ rộng 9m, mỗi bên sẽ là 4,5m nha cả nhà. Đó, ở đây có bóng đèn đường hết luôn cả nhà mình ạ. Thì đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây nha.